Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động sự thật cuộc đời tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được trời ban cho lộc lớn, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, trăm tỷ cầm tay, khổ mấy cũng giàu có xứng tầm đại gia. Đúng trong tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất cầm tinh con chó, trong 12 con giáp, chó là biểu tượng của sự trung thành, cương trực và mạnh mẽ. Những người sinh năm 1970 sẽ mang trong mình nét tính cách của con giáp đại diện và ngũ hành của tuổi. Tuổi Canh Tuất hay còn gọi là tự quan chi cầu, tức là chó nhà chùa, mệnh kim, thoa xuyến kim, nghĩa là vàng trang sức. Thoa xuyến kim, bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy họ toát ra một khí chất cao quý, sang trọng, vì tuổi Canh Tuất 1970, mệnh thoa xuyến kim, ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy hành động của người tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất không phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Thoa xuyến kim là vật quý, cho nên tuổi Canh Tuất thích sự nâng niu, tôn trọng. Bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ, chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này, họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Canh Tuất có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý, nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế, nên tuổi Canh Tuất, mệnh thoa xuyến kim, giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Người tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Canh Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Có lẽ đối với họ, không có gì quan trọng bằng danh dự và phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra, tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm, chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Lòng trung thành của tuổi Tuất được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp, họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình, vì bất cứ điều gì, tuổi Canh Tuất cố gắng làm việc với cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể.
tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không mang vật chất, tiền tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Canh Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Canh Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe. Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường, vượt qua khó khăn, thì sớm muộn, tuổi Canh Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Nhìn lại quãng đường mà Canh Tuất đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Canh Tuất mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Canh Tuất mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Canh Tuất mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Canh Tuất vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Canh Tuất cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Canh Tuất sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Canh Tuất dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Canh Tuất ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Canh Tuất có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Canh Tuất cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Canh Tuất luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Canh Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bục trục, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Canh Tuất như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Canh Tuất là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Canh Tuất, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Luận giải ý nghĩa dân gian của Tiết Kinh Chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, Tiết Kinh Chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong Tiết Kinh Chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực,
ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuyệt đối tránh thức khuya, đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo, xin mời quý cô chú đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của tuổi Canh Tuất tháng 2 âm lịch 2024. 1. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Canh Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1970, tháng 2 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tháng 2 âm năm 2024 của 12 con giáp, tài chính của người tuổi Canh Tuất trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà, đất trong thời gian này và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những người đang có ý định ấp ủ khởi động việc kinh doanh một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nhiều đam mê, thì bạn nên tiến hành ngay nhé. Nếu bạn đeo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những ước mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình, nhưng đừng chỉ dừng lại việc tập trung cho bản thân. Nếu có thể, hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh làm ăn của những người khác nữa nhé. 2. Về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1970, tháng 2 âm lịch 2024. Những người tuổi Canh Tuất đều là những người có đầu óc tính toán cẩn thận, cần mẫn và chắc chắn. Họ thường có thể đạt được ước mơ của mình thông qua nỗ lực của bản thân. Đặc biệt người tuổi này tài năng, nhưng lại không thích phô trương, chỉ tới một thời điểm nhất định nào đó, bạn mới thấy họ tỏa sáng. Canh Tuất sống chân thành và cũng được nhận lại những điều tốt đẹp. Có thể nói, họ là điển hình của những người chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài. So với những con giáp khác, tuổi này là những người can đảm và tháo vát, ăn ở có phúc thì có phần, nên làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Họ không mưu cầu giàu sang phú quý, họ chỉ mong được bình yên, sống hạnh phúc, nhưng những thứ họ nhận được thì ngoài sức mong đợi. Có thể người tuổi này tuy không được may mắn bằng những người khác, nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Canh Tuất nếu không trở thành đại gia thì cũng là những người có của ăn của để. Hơn nữa, tuổi Canh Tuất còn nổi tiếng vì tính hào hiệp, rộng rãi và ngay thẳng. Đối với họ, năng lực chính là ngôn ngữ thuyết phục mạnh mẽ nhất. Kể cả người khác có ngờ vực về họ, họ cũng không giải thích, thay vào đó là sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh năng lực của mình. Tháng 2 âm lịch này, tuổi Canh Tuất sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, vì họ làm mọi việc bằng trái tim và thái độ tích cực, nên năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Canh Tuất sẽ đổi đời trong năm nay là điều chắc chắn xảy ra. Đặc biệt, thái độ khiêm tốn, biết người biết ta của con giáp này giúp họ sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng được thăng chức tăng lương, mở ra cuộc sống mới với nhiều thành công hơn. Con giáp này được cho là sẽ có bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, người tuổi Canh Tuất sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, do đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình lại được thần tài hỗ trợ, tuổi Canh Tuất chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng. Đối với nam mạng trong tháng 2 âm, nam Canh Tuất sẽ đón nhận được nhiều sự tương trợ từ quý nhân, bạn bè mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc kinh doanh thu về được nhiều lợi nhuận. Nam tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, là người rất tận tụy và hết mình trong công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là người rời lời, nên rất dễ kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy cộng hưởng giúp người tuổi này rất dễ đạt được thành công. Họ có khả năng sẽ nhận được các khoản lợi nhuận kếch xù từ cơ hội làm ăn do các mối quan hệ xung quanh đưa tới. Tháng này, nam mạng sinh năm 1970, nên biết cách chất lọc các mối quan hệ chất lượng, tránh lời mời hồn hạp nào cũng gật đầu tham gia, khiến tài sản bị hao tổn. Đối với nữ mạng, thời điểm này, nữ mạng sinh năm 1970 đa phần đã có vận trình công danh sự nghiệp ổn định. Bước sang tháng 2 âm, bản mệnh nên tập trung phát triển các công việc hiện tại.
tuy trong năm vẫn sẽ có cơ hội được đưa tới tay, nhưng về cơ bản vẫn là tự thân vận động là chính. Đường số làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ. Việc nào có rủi ro cao thì tốt nhất nên lược bỏ. Năm này nếu có ý định hợp tác, hồn hạp làm ăn, thì bạn nên đọc kỹ hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ liên quan một cách kỹ lưỡng. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Canh Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1970 tháng 2 âm lịch 2024. Nhờ có nhị hợp phù trợ mà vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi, thanh thông, thời điểm này bản mệnh cũng không nên ưu tiên công việc quá, vì có những việc càng vùi đầu vào đó, càng có cảm giác bế tắc. Thế nên, bạn hãy ở bên gia đình nhiều hơn, hãy để cuối tuần là những phút giây đầy tiếng cười, nhưng đừng quên nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần tiếp theo nhé. Đối với nam mạng tháng 2 âm, nam mạng sinh năm 1970 đã cùng người bạn đời của mình đồng cam cộng khổ qua rất nhiều hành trình. Chính vì thế, đường số rất trân quý giây phút tình cảm bên những người thân yêu, vốn là người chung thủy, rất biết cách dung hòa và kết nối. Gia đạo trong tháng 2 âm của mệnh chủ sẽ rất êm ấm, hòa thuận và viên mãn. Đối với nữ mạng, thời điểm này, nữ Canh Tuất hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình. Họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn, kết nối các thành viên. Vì lẽ đó gia đạo của người nữ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 2 âm, khá bình yên và êm ấm. 4. Về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất nam nữ mạng, sinh năm 1970 tháng 2 âm lịch 2024. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tuất, tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Canh Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra bản mệnh có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều, khiến bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi sự cố xảy ra. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tuất, tháng 2 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Canh Tuất sẽ có một tuần bận rộn vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Canh Tuất vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự phiền muộn sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng tuổi Canh Tuất được giải thần các tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu ắt sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của tuổi này cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, dưới xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hứa hên, lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hướng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng du rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượn vận, quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, tị, dậu. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 12, 69, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tuất, tháng 2 âm lịch năm 2024. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc. Có thể là lúc thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên cấm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay,
tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất luôn bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng mọi chuyện đâu rồi trở lại vào đó, người độc thân vẫn phải mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Trong tuần sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Canh Tuất cần phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay, ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dần, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 62, 38, 96. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tuất, tháng 2 âm lịch năm 2024. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải lo đơn độc nữa. Làm việc gì, tuổi Canh Tuất cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, dù sự trợ giúp ấy khá nhỏ. Đôi khi chỉ là vài lời động viên an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi này được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp nhưng cũng không quá sóng gió. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng. Đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lời chia sẻ, dẫn đến tình trạng khủng hoảng vì không hiểu nhau. Nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa, mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Ngọ, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số phát tài, 23, 67, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tuất, tháng 2 âm lịch năm 2024. Vận trình tuần mới của người tuổi Canh Tuất có cát có hung đan xen, có cách thức song hành cùng cơ hội. Tuổi Canh Tuất vốn lanh lợi nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Để biết và khắc phục những điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Canh Tuất dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Để biến ước mơ trở thành hiện thực, một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại, vì vậy hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn ở hiện tại. Công việc trôi chảy, đều đặn theo lịch trình đã định, không có đổi thay hay khó khăn gì, nên tuổi Canh Tuất cứ làm tốt việc ở công ty, hết giờ là ra về, đầu óc thoải mái, không cần nghĩ ngợi, bạn không có cạnh tranh quá gay gắt, nên cũng có thể xem là bình yên. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Canh Tuất mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, bán hàng rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sức khỏe của bản mệnh tương đối ổn định, thể trạng thích hợp để đảm đương nhiều việc quan trọng, nhưng những ngày này thời tiết có nhiều thay đổi, cần đề phòng bệnh đường hô hấp, nhất là người có tiền sử bệnh suyễn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dần, Mão, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 25, 68, 06. Nhân sinh cảm ngộ. Tu tâm dưỡng tính và hãy biết rằng nghịch cảnh cũng là một cơ hội mà vận mệnh mang đến. Trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ, không chút sứt mẻ. Chúng ta cũng chẳng thể được tất cả mọi người yêu quý. Có người thích, có kẻ ghét, có người mến thì sẽ có người bài xích. Ai cũng đều mong cả đời sẽ trôi qua suôn sẻ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Phật dạy, người sống trong thuận cảnh sẽ chẳng bao giờ thành Phật. Đời người nếu như luôn xuôi gió, xuôi nước, không gặp phải bất kỳ gợn sóng lận đận nào, vậy thì không thể gọi là cuộc sống. Nhưng đối với những người bậc quân tử, người có trí tuệ cao thượng, thì hết thảy những tổn thương đó không phải là trở ngại, mà là vận mệnh gây ra, mà đó chính là món quà Bồ Tát mang lại để thử thách cho chúng ta. Dù không phải khổ đau, nhưng nếu có thể trải qua khổ nạn,
thì tôi luyện được ý chí bền bỉ, đó mới chính là món quà quý báu mà cuộc sống ban tặng. Những kẻ tiểu nhân, kẻ ác tạo ra muôn trùng khó khăn, nhưng thực chất là giúp chúng ta tu hành, cho nên chúng ta cần phải mang lòng cảm kích nghịch cảnh. Không phải là bất hạnh, nên hãy bình thản đón nhận, mọi việc ta làm đều có trời cao chứng giám, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài. Đặc biệt, nếu ta có một tâm lý vui vẻ và lành mạnh, cũng là yếu tố then chốt để thay đổi vận đen và cũng là cách vượt qua nghịch cảnh. Khi vận số không suôn sẻ, thì vận càng đen sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Vì vậy, bạn phải kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay đổi thành tâm trạng tốt, thì niềm vui, bạn không vui, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Chỉ cần bạn kiên trì, tôi tin rằng bạn sẽ sớm thay đổi vận mệnh. Hãy tin vào chính nghĩa và có chánh niệm. Chính nghĩa và lẽ phải được nói đến ở đây là trong khi bạn đang tìm kiếm niềm tin của chính mình, bạn không được có những lệch lạc về niềm tin dẫn đến những tình trạng bất lợi như mê tín, tà giáo. Ví dụ, nếu bạn tin vào đạo Phật, bạn nên đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương. Ngôi chùa là một thánh địa yên tĩnh, linh khí rất tốt để gột rửa tâm ô uế, mê muội, loại bỏ thông tin xấu, trở về với bản ngã. Để tìm được tâm thanh tịnh, chỉ cần bạn vững tin vào thánh ý của Đức Phật, tin vào quả báo, nghiệp báo và buông xả tâm mình là sẽ bình yên. Đừng lo lắng và phàn nàn, bạn cần vững vàng trên con đường thay đổi chánh niệm. Một khi bạn làm được rồi, tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, bạn nhất định sẽ gặp nhiều may mắn và mọi việc suôn sẻ. Chọn bạn tốt, ít bạn nhưng phải chất lượng. Nếu bạn có những người bạn tốt chính là đang tiếp xúc với những người may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực, khiêm tốn và chăm chỉ, bạn không cần phải có quá nhiều mối quan hệ. Hãy kết thân với những người khiến mình cảm thấy vui vẻ, tích cực, phát triển và sử dụng năng lượng tốt của họ. Năng lượng tốt rất dễ lan tỏa và thay đổi hào quang của bạn. Nếu có được sự hợp nhất của từ trường may mắn, sau một thời gian dài, bạn cũng sẽ gặp được may mắn và thoát khỏi nghịch cảnh sớm. Con người khi gặp nghịch cảnh thường là khi vận khí không suôn sẻ hoặc kém may mắn là do nhân tố nào đó của bản thân và áp lực từ bên ngoài gây ra. Một khi những năng lượng tiêu cực này vượt quá năng lượng tích cực mà bạn có, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên mệt mỏi và bị cản trở và rơi vào nghịch cảnh. Đừng vì cá tính của mình mà từ bỏ bản thân và đổ lỗi cho người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn không may mắn, rất nhiều ý tưởng và phán đoán của bạn có thể sai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống và nghịch cảnh chỉ ra rằng chúng ta phải chủ động có biện pháp, phát huy năng lượng tích cực của bản thân, sử dụng năng lượng tích cực của môi trường, cộng hưởng năng lượng tích cực của người khác để cùng nhau vượt qua những năng lượng tiêu cực này. Chỉ cần bạn dám đương đầu với nghịch cảnh và vượt qua thất bại, tôi tin rằng bạn sẽ gặp may mắn. Những người đang gặp nghịch cảnh ơi, hy vọng bạn sẽ thoát ra khỏi bầu trời u ám của chính mình, càng sớm càng tốt nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.